Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình Vậy là coi như team nước đã chính thức hoàn thiện rồi Đợt trước thì là toàn cá, đợt này thì toàn ếch Và với Askenza, các bạn đã trải nghiệm và cảm thấy đó là nếu mà 4 sao Nếu bạn đập với cả những team theo kiểu ngang ngang với nhau Thì các bạn thấy sát thương nó gây ra cũng sẽ rất là ổn luôn Khi đi cùng Raymond QO Tuy nhiên giống như AK của mình ấy mới chỉ có 4S với cả có 500.000 lực chiến thôi Đập với cả những team theo kiểu mà có những con 800.000 hay 900.000 lực chiến chẳng hạn Thì nó cũng chưa gây được cái sát thương quá cao mà vẫn là nhờ con Diamond kyo gánh là chính Tuy nhiên có những người chơi đã đợt này Hầu như là lên được 11 với cả 12 sao luôn này thì Lúc đó các bạn test theo kiểu mà Càng dần dần về sau cái sắc thương nó gây ra càng lúc càng khủng luôn Và hôm nay thì mình mượn account của một người chơi ở S9 này Bây giờ mình vào account này mình mới nhìn thấy Hóa ra là một người chơi hay đập mình hồi xưa Và đây cũng là một người chơi uh, Quen với mình từ hồi mà chơi cái game Digimon Thần thú đại, uh, Thần thú đại chiến ấy. Thì hôm nay mình đã vào account này và để review con Asgenza lên 11 sao Người chơi đang sử dụng đó chính là cái kiếm bất tử uh, lên cộng 7 này Tăng thêm tỷ bạo kích với cả tăng thêm cái uh, bỏ qua thủ đặc biệt của địch Hiện tại con Asgenza đang có 847.000 lực chiến này Về uh, tính cách của nó, chọn đúng cái tốc độ và trừ công vật lý luôn Một cái rất là ổn này Còn đâu chip, người chơi này thì đang sử dụng đó là full bộ chip sói Kết hợp với cả một cái chip đó là điệu nhảy bốc lửa để tăng thêm sức tấn công của nó nữa Hiện tại bây giờ đang được uh, 30 và đá bùa của nó thì là uh, theo hướng đó là 333 sát thương uh, tỷ đạo kích với cả công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test về con Askenza uh, khi lên 11 sao nó sẽ có cái lượng sát thương gây ra khủng đến như thế nào. Mình vẫn rất đánh giá cao về Askenza như ở bản tiếng Anh, bản tiếng Trung hồi xưa. Khi vừa ra mắt thôi có những người chơi đã lên Askenza 11 sao và gây ra lượng sát thương rất là khủng khiếp. Nếu mà so sánh với cả Mazdao sắp tới sẽ ra mắt ở bản Việt thì... Uh, nếu mà Asgena chỉ đi đơn không đi cùng Raymond Kyo chẳng hạn thì mình vẫn đánh giá đó là Masadao nó sẽ gây được sát thương tốt hơn tuy nhiên khi đi cùng với cả Raymond Kyo rồi thì Ashkenza nó sẽ có cái lượng sát thương mình thấy là nó sẽ nhỉnh hơn so với cả lũa Masadao. tuy là có vài cái gọi như là Masadao nó sẽ đánh bỏ qua cái thủ vật lý hay là gây xem sát thương thực thì đánh nhiều lên nhiều con nó cũng sẽ có ổn hơn nhưng mà Asgena cũng là một con có thể gây ra lượng sát thương rất là khủng khiếp về huấn luyện người chơi này đang cái công vật lý có 18 thôi lên thêm theo nữa cho đẹp đi cũng được rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng test về những trận đấu của người chơi này ở trong đấu trường với Asgenza lên được 11 sao. Ở trong đấu trường của người chơi này thì người chơi đang đứng hạng 1 này, 4 triệu 4 này. Với cả đấu với cả một người chơi trai quê S10, Bip 18 cũng lên được Asgenza lên 12 sao luôn này. Về lịch sử thì mình sẽ ngó lịch sử của người chơi này luôn. Có thắng có thua, 14, 12 giờ trước và 11 giờ trước đã đánh thắng được người chơi này. Được, đợi rất là lâu luôn và bắt đầu trận đấu của hai người chơi. À, ta sử dụng đó là Askenza, 11 bên 11 một bên 12. Và một bên thì không sử dụng hô ô mà thay vào đó đó chính là con Phi One. Phi One thì bản thân luyện chiến mình thấy đang bị lỗi đấy, bởi vì nó vẫn cứ tàng hình liên tục. Thực ra là sau khi mà nó ulti xong là nó sẽ hiện nguyên hình, hình trở lại cơ. Còn nếu không thì nó vẫn sẽ tàng hình khi mà trong team của bạn có hệ nước. và cái kiểu đầy nộ của nó cũng sẽ rất là ổn để có thể là ulti xong là nó sẽ kéo toàn bộ hệ nước của bên bạn xong lên tấn công địch. Và hai con Asgena khi lên được 11 sao như thế này rồi thì với đội hình bên bạn đang có tim nước chẳng hạn thì nó sẽ làm cho nó có thêm được cái khi móng nước của nó nhanh hơn và lúc đó khi hết lượt này xong nó nó sẽ ulti và trong khi tình huống đó là nếu mà nó đang đầy nộ nữa thì đến lượt sau đến lượt hành động của nó lại ulti tiếp. ở thời điểm này bây giờ là rất là nguy hiểm với những tình huống mà theo kiểu mà có những con yếu của bạn chẳng hạn thì Askenza nó sẽ tập trung đánh vào con đó đồng thời với việc hỗ trợ của Raymond Kyo thì cái sát thương lan nó gây ra chẳng hạn thì nó sẽ đánh lan sang những con khác cũng sẽ rất là nguy hiểm đòn vừa rồi của Askenza mất đi 23 triệu máu này đánh trúng con hô ô thế nên thời điểm này mà có những con mà yếu yếu chẳng hạn là mục tiêu của Askenza rồi và những con mà đứng cạnh nó là ăn đòn rất là đau đến từ cái sát thương lan luôn và con hô ô kiểu dạng như là, hình như là mình chưa thấy nó ulti thì phải chính ra là nó phải hồi sinh xong rồi là hình như xong rồi là nó sẽ ulti một phát để tạo ra được một cái uh, trứng dành cho một con chứ nhỉ hiện tại bây giờ mình vẫn chưa thấy còn bây giờ đến lượt hai rồi thì bắt đầu con con Celebi lại tạo ra được thêm một cái lá kháng tử nữa. Với bên kia người chơi thì đang kiểu như là nuôi con Asken mạnh nhất về sức tấn công, thế nên là con Celebi nó vừa búp cái kháng tử dành cho con Asken ngay từ đầu. Còn bên này thì là nuôi con Raven Kyo mạnh nhất, thế nên là nhận được lá kháng tử này. Nhưng mà ít ra con Celebi nó cũng sẽ rất là hên xui, đặt trúng con Asken ở lượt hai nữa là đẹp luôn. Và Celebi lại ra được một cái đòn tuyệt vời để có thể là làm cho địch Quay trở lại cái lúc mà chưa đầy nộ này Nhưng mà có lẽ là CDB uh, Con uh, Manafi Khi mà ba hệ nước như vậy Nó sẽ kháng hiệu ứng trừ nộ Nhưng mà mình vẫn cảm thấy Nó là con uh, Manafi Vẫn đang bị uh, lỗi Về hiệu ứng của 8 với cả 11 đấy Nhất là hiệu ứng của, Đến từ con Cloister kia Nó vẫn đang kiểu gần như là Chưa được kích hoạt nhiều N Nói chung là Askeza Nó sẽ luôn ưu tiên đánh lên địch nào Mà có tốc độ thấp nhất rồi Vậy nên là bạn cũng sẽ yên tâm Là cái cái sát thương nó gây ra nó cũng sẽ ổn hơn tại vì nó chỉ nhắm đục những địch mệnh tốc thấp thấp thôi con non vừa rồi địch đánh vào con nào không biết vẫn có 2 ,3 triệu ba này bây giờ là mục tiêu tiếp theo của Askenza đó chính là CDB bên kia là con tốc tốc thấp tiếp theo Raymond Kyo, bây giờ mình chính thức ulti 2 ,7 triệu 7 và kéo địch vào trong cái hiệu ứng đó là khống chế và Askenza chính bên này đã chính thức gọi là đầy được cái khiên bóng nước rồi để chuẩn bị lại ulti tiếp này khi hết lượt này thôi là sẽ được có được thêm một lượt mới bây giờ là coi như đủ bộ ba hỗ trợ rồi Manafi Askenza với cả uh, bộ ba team nước Raven nữa các bạn có thể chơi được một khoảng thời gian cực kỳ lâu đấy hai triệu rưỡi này nhưng mà con Askenza này đang bị lỗi theo kiểu mà hình ảnh hiệu ứng thay vì đánh lên tấn công bên phía bên kia thì nó lại quay lại đánh bên mình, mình mặc dù là sát thương gây ra phía bên kia nếu mà chọn đúng vào cái con mà có cái uh, nuôi yếu chẳng hạn thì sát thương nó gây ra rất là tốt và kèm theo nữa là địch đang bị dính hiệu ứng phi tiêu này bị đánh một đòn tuyệt kỹ theo kiểu mà đánh toàn bộ địch như vậy cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng phi tiêu của Asgena nó cũng sẽ tốt hơn bây giờ nó sẽ xông lên đánh ké nhưng mà nó thật là cái sát thương của Asgena gây ra đánh lên Raibun Kyo cũng không phải là quá cao đâu trừ phi là có những cái bóng của nó đánh ké cùng cơ thì lúc đó thì nó mới ộ gây ra sát thương theo kiểu mà xịn hơn 200% không đặc biệt nhân với năm con là nghìn rồi Và với mana phi, à, phi ban bên kia vẫn đang bị lỗ hiệu ứng Thế nên là vẫn cứ tàng hình liên tục Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng để có thể sự đi kèm với cả team nước Và Một trận đấu bây giờ Mặc dù là theo thêm Askenza nữa Nhưng mà hai bên vẫn đang Rất là củ kéo nhau đến tận lượt 4 rồi Và vẫn phải chờ đợi đó là những đòn tấn công đến từ Askenza Để có thể tạo ra được những cái những cái đột biến để làm cho bên kia mất đi nhiều con hơn thì trong đó bên bạn nó như là cũng sẽ có cái ưu thế hơn này đây có bóng đây rồi 4 triệu 7 này nhiều lúc một bạn nuôi mạnh hơn Askeza nữa chẳng hạn thì đòn vừa rồi có thể cho bay hai ba con cùng một lúc cũng vẫn được bởi vì là cái bóng của nó khi về màu sao ấy nó sẽ ngẫu nhiên địch mà và càng dần bây giờ lượt bốn rồi thì nó bắt đầu tích tụ cái hiệu ứng đó là cái trái tim của nó bên kia là tăng lên 20, bên này cũng 20 rồi, tức nghe tăng lên tận 40% tỷ lệ hút máu, với 40% công đặc biệt nữa. Askenza ra nó sẽ gây sát thương cao hơn so với lúc bắt đầu uh, xuất trận này. Nhưng mà đánh lên con Raymond Kyo cảm giác vẫn rất là yếu luôn, mất con 167 7.000 máu ở skill 1 này. 5 triệu năm này. Vẫn vậy. Nói chung là chơi với bộ đôi Askenza với cả Raymond Kyo này thì các bạn vẫn cứ nên nuôi theo kiểu mà hai con uh, để có thể là cầm cự cùng nhau tốt bởi vì Raymond Kyo nó cũng sẽ làm gọi như là giúp cho bên bạn cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều chứ không phải dựa hẳn vào mỗi cái lượng sát thương gây ra từ Asken ra đâu 10 triệu ba này chết mất con Celebi bên kia rồi toàn nhắm vào những con tốc thấp hầu như là những con yếu, thế nên là lượng sát thương gây ra cũng rất, rất là ổn. và bây giờ hai bên coi như là cũng ngang ngang nhau rồi đây, chỉ khác là một bên là có con Diamond uh, Kyo và cuối cùng đã chết thêm Manaphy nữa, chết thêm Sereia này. và hai bên còn lại bộ đôi rất là quen thuộc đi cùng với nhau, Ashenra và Diamond Kyo và cũng có vẻ đỡ hơn hồi xưa rồi. bây giờ lên lượt 6 thì coi như là hai bên cũng đã có cái sự khác biệt đến từ con uh, Greninja ba trăm chín hai chắc một đòn tấn công vừa rồi chúng vào con Raymond Kyo cho nên là chưa được có lượng sát thương cao hai triệu tám này bên kia Askenza đã chính thức uh, nhận một sát thương trí tử nhưng mà tám sao thì nó sẽ có tự tạo ra ngay được một hiệu ứng bóng viên bóng nước như thế kia để giúp cho nó có được an toàn trong vòng một lượt nhưng mà rất tiếc cũng đã mất đi khi bóng nước bên kia đang được nuôi tốt hơn nhưng mà nó asgenza cũng sẽ được có một lần kháng tử khi mà các bạn đi cùng với cả team nước công ty tiếp rồi và một đòn tấn công cuối cùng này 1 triệu một đã chết luôn asgenza bên kia và còn lại diamond thì coi như là cũng sẽ khó độ hơn với cả cái team bên này rồi có thêm trợ chiến đến từ asgenza với cả diamond nữa thì bên kia cũng sẽ rất là khó sống sót Ok, mình sẽ cùng test một trận đấu nữa với một người chơi 4.7 triệu nhưng mà lại không có con uh, Askenza. thì xem là với đội hình kiểu như thế này thì có thêm Askenza thì nó có sẽ có sự khác biệt hơn nhiều không. Thực sự bây giờ xem một cái trận đấu giống như vừa rồi mất đến tận 8 phút đồng hồ. Nó diễn ra quá là lâu mà mình muốn review nhiều trận đấu hơn, vậy nên là thôi, mình lại để nhân 3 vậy và nói một cách nhanh chóng. Chứ còn để nhân 2 nó được nhiều hơn nhưng mà khổ nỗi là tốc độ chậm quá vào đây với một tình huống mà bạn không có Ascenza bạn sẽ sử dụng đội hình giống như thế này thì với việc bây giờ bên kia có Ascenza thì nó sẽ có cái sự uh, hỗ trợ hay là cái uh, sự đột biến nó khác biệt nhiều hơn hay không khi bên bạn không có và bên này đó là có con lên 11 sao kia đòn tấn công của con Phi uh, bởi vì là đầy nộ là con cá kia nó sẽ tự tấn công và kèm theo nữa là con đấy nó cũng sẽ có cái khả năng tốt đó là giúp cho bên bạn có thể là chạy ra đỡ hộ đòn này nhưng mà mình vẫn hơi khó hiểu là tại sao à đúng rồi khi bạn có phi ăn nó có khả năng tàng hình này tại vì nó đại nó vẫn đang lỗi ấy, bởi vì lỗi tàng hình thế nên là bạn đang có con sơn nia, bạn sử dụng cái bảo vật vàng của chính nó thì khi khi bạn ra skill 2 chẳng hạn này thì bạn sẽ lôi kéo nó với cả uh, lôi kéo con Sơn, uh, một đồng đội nào hàng sau kèm theo Sonia cũng sẽ tàng hình. Lúc đó bạn sẽ có ba con tàng hình là bạn có thể kích hoạt cả team của bạn sẽ được tàng hình. Và lúc này thì uh, coi như là bên bạn sẽ đang được uh, hưởng lợi thế đó là tấn công lên một thêm một lượt này. Và cái tàng hình này nó sẽ biến mất đến lượt của con đeo cái bảo vật này, đó chính là con Sonia. Vậy uh, các bạn có như là lúc này senior nếu bạn tốc độ tốc độ cao ra trước thì tàng hình trước còn nếu mà tốc độ thậm chẳng hạn thì ra sau tàng hình sau thì coi như là bạn sẽ sẽ được tàng hình lâu hơn nói chung là kiểu gì cũng giống nhau thôi chỉ khác là bạn thích tàng hình sớm hay là bạn thích uh, tàng hình về sau đi uh, hiện ra lâu thì đó cũng sẽ là một cái sự kết hợp uh, cũng rất là hay đến từ bảo vật vàng của Sony lúc này khi đang có con phi one và bên kia thì con pankea uh, đúng nhỉ À không chưa con nào ấy tử trận rồi trận đấu này thì có vẻ sẽ nhanh hơn so với cả lúc trước bởi vì Askenza nó đã chính thức theo kiểu mà càn quét bớt đi tìm địch rồi Raven Kyo vừa rồi đánh mất 11 triệu máu này nhưng mà may mắn vẫn chưa bị hề suy chuyển gì cho lắm một triệu một à một triệu chín này tuy là đánh bên địch đấy nhưng mà cái hình ảnh mà theo kiểu mà nó xoay lưng lại nó đánh bên mình thì nhìn nó không thích cho lắm Pankia đây 7 triệu 8 đây đánh vào con có thủ đặc biệt thấp nhất ở phía bên kia đó chính là con CDB này một bên là Pankia một bên thì là sử dụng Asgenza thì đương nhiên là S cộng mới thì nó cũng sẽ có cái ưu thế tốt hơn rất là nhiều so với S cộng cũ rồi nhất là Pankia là một S cộng theo kiểu mà hồi xưa cũng chưa được ưu ái nhiều cho lắm bây giờ thì có thêm Raymond Qo thì bắt đầu mới sử dụng tạm đi cùng thôi và con Gigane thì mất đi cái dạng 100% của nó rồi thì ở dạng này thì nó cũng sẽ rất là dễ chết nhưng mà 11 sao như vậy rồi thì nó sẽ có khả năng đó là nhập lại thành bản thể to hơn nếu mà nó sống sót được trong vòng 2 lượt. đội hình nước bây giờ đánh thành ké theo kiểu rất là nhiều luôn, liên tục luôn. Với cả toàn những có con có khả năng đó là đỡ hộ, ví dụ như con Seeking của bên kia. Thêm mà con C ra này cũng sẽ đánh ké luôn này. Và đây, bây giờ bị tách ra thành hai chú cún với cả một chú rắn rồi. Hồi xưa thì dạy như là thiếu con hỗ trợ tốt, thế nên là mấy chú cún này cắn bốn con cùng một lúc cũng sẽ rất là đau đấy. Theo kiểu cắn sát thương thực mà, 200 hay 300 là 500 xứ rồi, bốn con mà kéo lên đánh mất tầm 2 triệu đấy. Thế nên là cái, cái đàn này cũng sẽ rất là nguy hiểm nếu bạn mà dạy như gần chết hết, chỉ còn lại mỗi một mình nó nó tách ra làm bốn nó cắn liên tục thì điều gì cũng ăn đòn nhưng mà với đội hình của cả, toàn những con Pokemon chắc chắn như vậy rồi thì những rất là khó để có thể là tách ra được thành nhiều con và rất là xui với việc đó là nó sống sót được hai lượt và nó sẽ nhập lại thành một cái dạng to hơn ở đây thì vừa dạng 50 phần trăm đã hợp lại thành dạng 100 rồi càng lúc các bạn sẽ thấy đó là hiệu ứng càng lúc càng nhiều luôn và kèm theo đó là cái hiệu ứng bất lợi lúc nào cũng có vậy nên là nếu mà sử dụng vòng cổ bí ẩn chẳng hạn thì cái sát thương của Askenza gây ra nó cũng sẽ càng lúc đó giống như là hầu như là nó sẽ đánh lên tăng thêm 30 sát thương nó cũng sẽ mạnh hơn rất là nhiều nhưng mà với cái tình huống này cứ xét dần dần dài lâu thì kiểu gì là đi bên cũng sẽ bị thua thôi và vẫn còn một trụ cộng trụ lại rất là tốt đó chính là Diamond Kyo với thời điểm này thì bạn có thể chuyển hướng build Diamond Kyo theo hướng phòng thủ. Còn đâu nếu bạn lên được 11 sao của Askenza thì nên build theo hướng tấn công và dồn lại đồ cho nó cũng vẫn rất là ổn. Bên kia Pankea thực sự nuôi mạnh thì cái khả năng kháng tử xong rồi miễn tử đến từ Diamond Kyo, Cinebi các kiểu thì cũng vẫn rất là tuyệt vời. Mặc dù là không có Askenza đấy, nhưng mà đội hình bên kia nếu mà giả sử mà chưa có Askenza thì cũng có vẻ là cái khả năng uh, chiến thắng nó cũng sẽ không phải lúc nào cũng sẽ là tuyệt đối đâu. Và bây giờ, như bạn nào mà không muốn chơi tìm nước thì uh, các bạn sẽ phải chờ thôi. Một là team uh, tiền đất đá, hai là team thép sắp tới. Và mình định tính uh, nhân 3 rồi mà cái trận đấu này nó vẫn kéo dài tận uh, lúc này là 6 phút rồi, rất là dài luôn. Nói chung là cái team bên kia tưởng là thế thôi nhưng mà cũng rất là lầy và cuối cùng là hai chú chó đã chết thì xác định luôn là bên kia cũng sẽ mất đi một con có thể gây sát thương lớn đến cho con uh, Raymond Kyo và đòn vừa rồi 3 triệu 7 chẳng biết đánh vào con nào thấy nó hướng bên mình Lại xong này đánh ké tiếp 700 này Lại ulti tiếp rồi 6 triệu 3 này Và chết được Pankia Và còn lại một chú, chú cún với cả một Diamond Kyo Một chú cá Thì coi như là bạn cũng có cái ưu thế để giành chiến thắng rồi Mình giành chiến thắng Thôi mình có lẽ là chỉ review được hai trận đấu thôi hai trận đấy đã gộp lại là đến tầm gần 14 phút rồi Làm thêm nữa thì nó rất là dài Chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái trận đấu khác về Askenza 11 sao sau Còn bây giờ thì chúc mừng các bạn đã hoàn thành được cái team nước rồi này Và chuẩn bị tích tiếp để có thể là có được những team mới hơn Sắp tới thì có team, tim thép của Son Galeo. Các bạn hoàn toàn có thể kẹp thêm cùng với team nước được Chứ không, không cần thiết phải nghĩ đó là team thép ra là team nước nó sẽ bị đuối đi đâu Sắp tới sẽ là sự kết hợp của nhiều team lại với nhau Ok hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp